Xin hân hoan chào đón tới toàn thể quý vị khách quý và các bạn thân mến. Hiện tại thì mình đang đứng ở giữa cầu huyền thoại Chống Chơ vào ngày khánh thành. Như tập phim hôm trước thì cái khâu chuẩn bị của bà con Chống Chơ phải nói là cực kỳ là chu đáo, chuẩn bị cho cái ngày lễ này quá là tuyệt vời rồi các bạn ạ. Hiện tại đằng sau mình là bà con Chống Tàu và bà con Chống Chơ. Trên người là những chiếc váy, chiếc áo rất là sặc sỡ màu sắc đến với lễ khánh thành hôm nay. Rất là tuyệt vời. Và trước khi mà xem cái tập phim buổi lễ khánh thành hôm nay, xin mời tất cả quý vị hãy xem lại những cái thước phim mà trước khi có cầu huyền thoại Chống Chơ, bà con khó khăn vất vả như thế nào. Xin mời quý vị. Hiện tại thì bà con dân bản Chống Tàu đang trên nẻo đường của thôn Chống Tàu xuống rất là đông đảo. Các em nhỏ đến... À, em ơi, em ơi! chơi thôi, đừng có cúi xuống đây nguy hiểm lắm. Đây, các chị em rất là đông đảo đang ngắm này, chụp ảnh này, rồi là chung vui giao lưu với nhau các bạn ạ. Hiện tại thì các đội văn nghệ đang chuẩn bị sẵn sàng này. Và bên dưới này thì anh em có đội ẩm thực đang chuẩn bị ở dưới suối. Các em nhỏ thì cũng vừa mới tan ca nghỉ học về rất là đông, đang tắm suối quây quần ở đây. Một khung cảnh phải nói là cực kỳ là tuyệt vời. Bà con dân bản vui vẻ, nhiệt tình và hòa quyện với cái khung cảnh thiên nhiên này, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, nhìn trên kia những chiếc váy sặc sỡ màu sắc nhìn đẹp chưa. Đó, đang đi giữa những nẻo đường trên núi xuống đấy, đẹp lắm các bạn ạ, long lanh. Những hình ảnh mà chúng ta chỉ thấy xuất hiện các chị em mặc những bộ quần áo này khi mà ngày lễ, ngày Tết hoặc là những dịp mà có việc rất là trọng đại, việc lớn thì người ta mới khoác trên mình những cái áo đẹp như thế này. Được giao lưu giữa hai nền văn hóa, đó là văn hóa của người Mông và văn hóa của người Thái các bạn ạ. Sẽ có sự đan xen giữa người Thái và người Mông. Người Thái trên kia, ở đây là những chị em Chống Tàu. Xin chào, xin chào. Bắt tay tí đã, chào ông tí đã. Hôm trước thấy chở xi măng ầm nhìn khác thế, hôm nay nhìn khác thế, xinh quá. Tên là gì đây nhỉ? Anh là Hưng Say ạ. Say Say nhỉ? Em Say ở bản Chống Tàu các bạn ạ. Đó, đẹp không? Ở trên bản có xuống đông phải không anh? Xinh quá nhỉ? Tí xin kiểu ảnh nhá. À, chụp kiểu ảnh. Quá tuyệt vời. Còn bên kia là chị em phụ nữ, các cô gái Thái đang chuẩn bị ấy các bạn ạ, đang chuẩn bị trang điểm ở chỗ lán kia kìa, trang điểm cho các chị em Chống Chơ. Đấy, chị em Chống Chơ thì chưa có cái kinh nghiệm về trang điểm thì chị em người Thái trang điểm giúp các bạn. Ở phía bên trên đường thì các bạn nhìn thấy những khách ở tất cả mọi nơi hình như đang đứng ở đây, trên này rất là đông luôn, đang đứng để xem cánh thành cầu các bạn. Hôm nay được ngắm cái đẹp thôi, đẹp quá này, mũ này xinh nhỉ. Đó, cô gái Chống Tàu đây các bạn ạ, xinh chưa. Trên này, trên người em chắc phải có vài tỷ quá, toàn vàng với bạc mà gì. 2 triệu thôi. 2 triệu à? Quá tuyệt vời, long lanh, sắc đẹp. Ui, đây. Ui, gái Chống Chơ này. Tập đi nhá, hai vợ chồng cái này tập chưa? Tập rồi. À, tối qua rồi phải không? Bên này, trời ơi. Cho đứng giữa tí nào, chụp kiểu ảnh thế nào. Đấy. Quá đẹp nhỉ, xinh quá. Các cô gái Chống Chơ bình thường các bạn thấy va cát đấy, nhìn bà con rất là vất vả, nhưng mà hôm nay thì sặc sỡ như kiểu những cái bông hoa rừng đấy các bạn ạ, tuyệt vời quá. Dưới này có một em nữa, phải cho các bạn ngắm hết. Nho rồng wow, giới thiệu em gái này đang học hả? Học Nghĩa Lộ. À, đang học Nghĩa Lộ. Hôm nay là sự kiện cánh thành cầu là em về đúng không? Đang học cấp 3 hay học cấp 2? Cấp 3. Tí có tham gia văn nghệ không? Không á? Phải tham gia chứ. Bình quá. Cảm ơn cô nhá. Vâng, đây rất đông đảo các đoàn khách du lịch từ Mường Lò đã đến đây các bạn ạ. Rất là đông luôn. Hôm nay nếu mà nói về khách du lịch chắc phải gần 100 người. Rất là đông luôn các bạn. Rồi, xin chào. Nhà thầu, kỹ thuật, giám sát đây. Hồng. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng thông báo chỉ đúng 5 phút nữa thôi. Vâng, 5 phút nữa thôi, lễ khánh thành cầu huyền thoại chính thức được bắt đầu. Một lần nữa xin được kính mời toàn thể quý vị khách quý, cô, chú, bác và toàn thể các bạn. Chúng ta hãy nhanh chân dẻo bước trở lại với sân khấu chính của ban tổ chức chúng tôi và cùng ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của buổi lễ khánh thành hôm nay. Những hình ảnh ghi lại trên cầu huyền thoại Chống Chơ, một chiếc cầu đang được cộng đồng mạng và trong và ngoài nước đang hướng về rất là nhiều. Và hôm nay những đoàn khách du lịch đến từ khắp mọi miền các tỉnh trong nước, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng và Mường Lò và huyện Trạm Tấu. Hiện tại đang rất đông đảo quý vị khán giả đã và đang ngóng chờ chương trình lễ khánh thành buổi chiều hôm nay. Một lần nữa xin lời kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta tranh thủ trong giờ thời gian chưa chuẩn bị ẩm thực phía bên trên cầu, ghi lại những hình ảnh đẹp nhất buổi chiều hôm nay. Và sau khi chương trình văn hóa văn nghệ xong sẽ là các anh các chị bên chuyên cắt hậu cần chúng ta chuẩn bị mâm cỗ ở trên phía bên trên cầu, chúng ta sẽ không ghi hình được nữa. Vậy một lần nữa xin được kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta hãy tranh thủ thời gian. Và đúng 5 phút nữa thôi, chương trình sẽ được bắt đầu. Vậy chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ của các tiết mục của bản Chống Chơ và của các cô gái Thái Mường Lò và những cái điệu múa khen đặc sắc của bản Chống Tàu và bản Chống Chơ sẽ được diễn ra ngay sau ít phút nữa. Chúng ta hãy tập trung chuẩn bị nhạc và chuẩn bị trang phục đẹp nhất, sặc sỡ nhất buổi chiều hôm nay để chuẩn bị những tiết mục. Và khán giả thân mến, chúng ta hãy đừng tiếc, vâng, đừng tiếc những tràng pháo vỗ tay cổ vũ thật lớn dành cho những diễn viên tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất và đẹp nhất buổi chiều hôm nay. Nhớ cho quý vị ơi. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, kính thưa toàn thể các bạn theo dõi trên kênh YouTube Gái Bản. Và đúng 14 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2022. Vâng, thời điểm này thì rất đông đảo quý vị khách quý và các bạn theo dõi trên kênh đã có mặt tại sân khấu chính của lễ khánh thành cầu huyền thoại Chống Chơ. Và giờ phút này ban tổ chức của tôi xin được tuyên bố buổi lễ khánh thành xin phép được bắt đầu. Và một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị được không nào? Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và mở đầu chương trình là những tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc có sự giao thoa giữa hai dân tộc Thái Mường Lò và dân tộc Mông, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Và tiết mục đầu tiên xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một điệu múa khen trên bản Mông do các diễn viên của bản Chống Chơ thể hiện. Xin trân trọng kính mời. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Vâng, một tiết mục văn hóa văn nghệ do chính những nghệ sĩ ở tại thôn bản. Những ngày bình thường quý vị các bạn thấy trên vai của các nghệ sĩ là những bao cát, là những hòn đá, là những miếng cốt pha. Vâng, thật tuyệt vời. Hôm nay chúng ta được thưởng thức những cái gì trong bản, trong làng, những tâm hồn mộc mạc, những tâm hồn phải nói là cực kỳ tuyệt vời, hòa quyện với thiên nhiên, hòa quyện với văn hóa bản làng, gửi tới toàn thể quý vị khách quý buổi chiều hôm nay. Và tiết mục thứ hai, xin mời quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những nét múa duyên dáng của các cô gái Thái, mang đậm bản sắc văn hóa của cô gái Thái Mường Lò. Đó là bài múa Dáng Quê. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. dành cho các cô gái Thái Mường Lò. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một tiết mục của các cô. Vâng, đây là những fan hâm mộ ở tại Mường Lò, Nghĩa Lộ. Và các cô đã theo dõi chương trình rất là lâu và nghe chương trình tổ chức vào ngày 15 tháng 4 nên các cô đã chủ động liên hệ với kênh đăng ký tặng dân bản cùng với toàn thể quý vị khán giả một tiết mục múa quạt của người Thái. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho các cô. Vâng, rất là cảm ơn các cô rất là nhiều. Một chương trình đóng góp chúc mừng cho cầu hiện tại Chống Chơ tràn đầy ý nghĩa. Những nốt nhạc thật sự là những nốt nhạc của tôi là mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa vào những cái thập niên 90. Và những cái bài nhạc này mình đã được nghe rất là nhiều. Vừa rồi mình nghe mình có tràn ngập cảm xúc. Tại vì bây giờ các bạn nghe những nhạc trẻ nó rất là nhiều rồi, những cái khúc nhạc vừa rồi chúng ta rất là hiếm thấy. Và một lần nữa xin được cảm ơn các cô rất là nhiều. Vâng, một tiết mục phải nói là quá là đặc sắc của các cô gái bản Chống Chơ. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn đến với một tiết mục năng khiếu của diễn viên Trắng A Giống trên bản Chống Chơ. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Mong luôn nhớ lớn rồi, chúa gì một thì vì thiêng mưa. tuyệt vời. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, Tráng giống một nghệ sĩ hiện tại đang là cameraman của A Tú. Bạn này rất là có tài. Vâng, tuyệt vời. Một lần nữa xin được gửi lời chúc sức khỏe tới em. Chúc em là mau kiếm được vợ. Đấy. Ok, và có trẻ, có già mới nên xuân. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn đến với những vần thơ mộc mạc trữ tình, đến với những vần thơ mang nỗi niềm của những người khách, mang những nỗi niềm của những người khán giả theo dõi trên kênh và nhìn những thước phim cảm động của toàn thể bà con, những gánh vác nặng trên vai, những bàn tay sần để làm nên một thành quả tuyệt vời, cây cầu huyền thoại. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn đến với những vần thơ của ông cụ Chiêu đến từ Hà Nội. Xin một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị ạ. Xin mời. Kính thưa ban lãnh đạo của chính quyền địa phương, kính thưa các vị khách quý, kính thưa fan hâm mộ và các mạnh thường quân của kênh Gái Bản, và kính thưa toàn thể nhân dân. Tôi là Nguyễn Văn Chiêu, là ở Hà Nội, thì cũng là fan hâm mộ của kênh Gái Bản mà đã theo kênh Gái Bản từ năm 2020 ở dưới Công Dua. Cái lúc bây giờ làm Công Dua thì tôi cũng đóng góp được vài công, mình cứ gọi là vài công lao động với lại một chút trí tuệ để mà cùng với kênh Gái Bản, cùng nhân dân là làm con đường lên bản Công Dua. Thì đến lượt cái cầu này nó ngăn cách từ trên Chống Chơ, Chống Tàu thì ra ngoài cộng đồng thì là suối lớn. Thì cũng là kênh Gái Bản cũng đứng ra để vận động để làm. Thế nên là tôi thì cũng chẳng có đóng góp được gì, chỉ có là theo chương trình thì thấy là nó ý nghĩa quá, thành ra cũng tạo ra mấy vần thơ. Như trước khi đọc thơ thì tôi có một số ý kiến nhỏ như sau. Tức là con cầu là rất là kiên cố, nhưng mà con cầu thì đã kiên cố là nó chỉ có qua suối là không phải lội thôi, nhưng con đường thì vẫn còn lầy lội. Anh tôi muốn đề nghị là rồi xong ta làm xong con cầu thì là phải làm con đường, dù nhỏ dù to nhưng người ta đi bằng bê tông như là Cống Dua để cho mọi người đi nó dễ, không có đi là chỗ kia mà nó mưa cái là mà xe máy cũng không đi được. Thành ra có những cái việc mà phải trở ra trở vào là cũng không đi được. Nên là theo tôi là rồi xong cũng phải vận động mọi người là để mà làm con đường bê tông, tuy không to thì nó nhỏ rồi để người ta đi. Thì tôi xin đề nghị như thế, thì tôi cũng là gọi là có tí tấm lòng thì tôi khởi động là tôi cũng là nhận giúp là một ai là người mà đứng chịu trách nhiệm về con đường con cầu này thì ra tôi chỉ có món quà nhỏ thôi để mà ấy, thì nhận giúp tôi để khởi động con đường. Đấy, và cũng là rồi các mạnh thường quân này là ấy là cũng là đóng góp thêm vào để làm con đường cho dân đỡ khổ. Thì tôi hết, bây giờ tôi xin đọc vần thơ là Cây Cầu Huyền Thoại. Cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng. Cây cầu huyền thoại, con đường lên bản Chống Chơ, dòng suối ngăn cách đôi bờ vực sâu. Bản làng mơ ước từ lâu, làm sao có được con cầu để đi. Thế là phép lạ diệu kỳ, nhiệt tình Vi Tú quản chi hiểm nghèo. Lên đường vượt suối, trèo đèo, lặn lội vận động, bản nghèo người Mông. Kêu gọi các mạnh thường quân trợ giúp tiền gạo cho dân làm cầu. Như mơ đã có phép màu, cây cầu huyền thoại mau mau tiến hành. Tốc độ được đẩy thật nhanh, mới chóng hoàn thành cầu suối Chống Chơ. Suốt từ năm ngoái đến giờ, mồ hôi đổ xuống, ước mơ đã thành. Hôm nay trời cũng trong xanh, mừng cầu huyền thoại khánh thành cát băng. Bản làng nô nức hân hoan, nâng ly cụng chén, dâm gian nói cười, ăn mừng thành quả tuyệt vời. Cây cầu kiên cố đời đời mai sau. Chống Chơ cùng với Chống Tàu thoát nghèo bền vững, làm giàu nhanh thôi. Quê ta mãi mãi đẹp tươi. Kính chúc mọi người mạnh khỏe bình an, sức khỏe quý hơn cả vàng. Ta luôn bảo trọng ngày càng khỏe vui. Miền ngược đuổi kịp miền xuôi, làm giàu bền vững, mọi người quyết tâm. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vâng, quá tuyệt vời các bạn ạ. Những vần thơ sâu lắng tình cảm gửi đến kênh cũng như đến bà con cô bác ở đây. Một lần nữa xin được cảm ơn cụ. Chúc cụ là luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn đồng hành cùng với bà con dân bản, cùng với kênh. Xin chúc cụ mạnh khỏe và hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn ông. Và tiếp theo thì xin mời chú Lợi, đại diện của đoàn Hà Nội sẽ lên có món quà gửi tới các công trình tiếp theo trên bản Chống Chơ. Vâng, xin cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn tôi món quà cho xin gửi lời cảm ơn từ thôn bản, cảm ơn tới chú Lợi và chú Kha ở Hà Nội tặng dân bản Chống Chơ công trình tiếp theo. Xin cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe. Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Rất là tuyệt vời, những món quà ý nghĩa. Giờ phút này xin được thông báo cho toàn thể quý vị, chúng ta hãy trở lại với sân khấu. Buổi lễ khánh thành bàn giao cầu huyền thoại chính thức được bắt đầu. Bàn giao mà phải nói là ấn tượng nhất ở trên kênh Gái Bản. Hiện tại thì rất là đông đảo quý khán giả của thôn bản và các đoàn du lịch đến chung vui cũng như đến giao lưu tham quan cùng bà con thôn bản hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ông Trang A Say, Phó Chủ tịch Ủy ban xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Thưa toàn thể bà con Chống Tàu, lần đầu tiên A Tú xin được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị, một lời chúc chân thành nhất. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, sau một khoảng thời gian rất là dài để hoàn thành cây cầu huyền thoại Chống Chơ, thật sự lần đầu tiên A Tú đến với cây cầu huyền thoại này cũng là một cái buổi mưa lũ rất là lớn. Khi mà team khám phá bản Chống Chơ, một video đầu tiên, nếu mà bạn nào theo dõi trên video thì trên kênh thì cũng có thể nắm bắt được. Một đoàn người dắt tay nhau qua suối và người dân bản đi xe máy không qua được, đứng ở bờ suối bên kia kêu gọi là đừng đi, suối lũ to lắm, cẩn thận đấy. Mình để hết xe bên này và đi bộ lội qua suối lên bên kia khám phá bản làng. Đó là một cái ấn tượng đầu tiên của A Tú đến với bản Chống Chơ, và đó là một cái lý do đầu tiên để A Tú quyết định lên một cái ý tưởng xây dựng cây cầu huyền thoại Chống Chơ. Với lúc đó thì kênh vẫn còn khá nhỏ và cái lượng theo dõi trên kênh cũng ít, và các bạn ủng hộ trên kênh cũng rất là nhỏ, hạn hẹp. Lúc đấy mình cũng rất là lo. Khi mà phát động lên xây dựng cây cầu huyền thoại thì thật sự là lo, nhưng mà cái lý do đầu tiên đó là bà con không qua được suối, đó là cái niềm mạnh mẽ nhất thôi thúc mình phải làm bằng được, phải làm bằng được. Và từ đó cây cầu huyền thoại chính thức lên ý tưởng và bắt đầu triển khai. Hôm nay thì A Tú xin được thay mặt cho chủ đầu tư sẽ có những lời phát biểu thông qua những cái quá trình làm việc xây dựng trên cây cầu này. Xin mời bà con cùng toàn thể du khách chúng ta lắng đọng một chút, nghe những cái thông tin cơ bản về cây cầu huyền thoại này. Một là về thông tin chung về công trình. Tổng mức đầu tư cho cây cầu dự án này là 1 tỷ 389 triệu. Trong đó chi phí xây dựng công trình là 1 tỷ 232 triệu 866 nghìn đồng. Của dân góp là 225 triệu 399 nghìn đồng. Trong đó có chi phí xây dựng đầu tư xây dựng là 126 triệu 096 nghìn đồng. chi phí quản lý dự án là 30.176.000 đồng. Và chủ đầu tư là ông Vi Văn Tú, đơn vị khảo sát xây dựng công trình Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sông Hồng, Yên Bái. Đơn vị giám sát Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sông Hồng. Đơn vị trúng thầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 319. Trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư đơn vị cùng tư vấn thường xuyên có mặt tại công trình, đôn đốc chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Khối lượng công việc hiện theo hợp đồng các bên đã ký đạt 100%. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư đã tổ chức chỉ đạo nhà thầu lập hồ sơ hoàn công và tập hợp đầy đủ hồ sơ trình lên Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trạm Tấu, được cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra. Công tác nghiệm thu công trình đã có kết quả đánh giá công trình hoàn thành đủ điều kiện nghiệm thu, đảm bảo bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng. Tổng ủng hộ hiện tại kênh đã thu được 1.287.777.320.000 đồng. Về chi phí xây dựng, riêng về phần kết cấu chính của phần cầu thì các bạn và bà con cũng đã nắm mắt, đó là cái phần nôm na là phần khung cầu. Chi phí xây dựng và vật liệu và đến đơn vị mua vào để cùng với dân cùng làm ấy là 997.896.967 đồng. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 126.096.000 đồng, trong đó là có rất là nhiều phần. Xem video thì các bạn thấy trên màn hình, gồm có khảo sát này, gồm có giám sát này, gồm có thẩm tra thẩm định này, nói chung là rất là nhiều mục, trong đó là hết tổng vào là hết 126.096.000 đồng. Chi phí quản lý dự án là hết 30.176.000 đồng. Về phần xây dựng thì chia ra làm hai phần, đó là phần nhà thầu và phần dân góp. Về phần nhà thầu xây lắp thì là phần kết cấu chính, kết quả nghiệm thu đã giảm được 9 triệu đồng do có sự tham gia công việc của bà con. Thứ nhất là về cây trống này, về xe ô tô chở vật liệu này, về máy xúc vật liệu chuyển từ trên này xuống và làm lan can. Thì tổng chi phí của cái phần nhà thầu làm giảm được 9 triệu còn 988.509.000 đồng. Phần dân góp theo dự toán là phải hết 225.399.254 đồng. Trong đó dân làm là phần phụ, tức là phần về kết cấu phụ, đó là tường cánh và sân thượng lưu hạ lưu và lan can cọc tiêu. Thì kết quả nghiệm thu thì chi phí chỉ hết 102.262.000 đồng. Đấy, trong đó có xăng dầu. Các bạn xem video thì thấy chi tiết nhé, bà con xem video thấy chi tiết. Giang đầu ô tô này, máy xúc, máy nổ, máy cưa, máy phát điện, tổng hợp lên đây là hết 35.291.000 đồng. Vật tư xây dựng gồm có lan can này, dây thép, đinh buộc, vân 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 vân, rất là nhiều các cái phần phụ ở trong đó thì hết 45.375.000 đồng. Trong đó sẽ giữ lại được những cái vật tư mà kênh còn tiếp tục được làm những cái công trình sau, ví dụ như là máy bơm nước này, máng trộn bê tông này, phần cốt pha này. Đấy, những cái phần mà mua và để sử dụng còn nhiều công trình. Và về phần thức ăn, trong khi mà bà con làm thì hết là 17.948.000 đồng. Còn chi phí phát sinh gồm có thuê xe ôm này, thuê ô tô này, đợt đi lên huyện này, lên xã này, ra tỉnh này để thẩm định là hết 3.600.000 nữa. Và nhiều cái công việc phát sinh bên ngoài dự toán, tức là không nằm trong dự toán, gồm có biển thiên cầu này, biển trọng tải này. Đó. Trong thời gian tới còn rất là nhiều công trình ở trên bản Chống Chơ cũng như nhiều bản khác nhau nữa, nên là rất là mong các mạnh thường quân đồng hành cùng kênh nhiều công trình hay, hấp dẫn, ý nghĩa hơn nữa. Và các công trình tiếp theo ở trên bản Chống Chơ thì rất mong bà con ủng hộ, bà con cố gắng lao động hăng say đem về những kết quả tốt nhất về cho bản làng, đem tận dụng tối đa nhất những nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài vào đến thôn bản. Hãy cố gắng, đấy là cái mong ước của kênh Gái Bản. Và một cái mong ước lớn lao nữa đó là được đồng hành cùng toàn thể các bạn theo dõi trên kênh, tiếp tục đồng hành cùng kênh cùng những video hấp dẫn trên bản làng vùng cao. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và toàn thể bà con dân bản một lời chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa các vị khách quý, thưa bà con, chọn Chống Chơ, Chống Tàu đã trên địa bàn xã Làng Nhì thì phải nói hôm nay đến lễ khánh thành hôm nay rất là vui. Đầu tiên thì cho phép đại diện cho chính quyền địa phương trên hơn 3 tháng triển khai cái cầu Chống Chơ thì cũng cảm ơn các nhà thường quân đã có tấm lòng và quan tâm đến nhân dân trên địa bàn xã Làng Nhì. Và bà con trên thời gian triển khai 3 tháng bà con cũng đã có góp sức và góp công để đến thời điểm hôm nay đã có cây cầu để cho bà con đi lại, phát triển kinh tế. Tại lễ khánh thành cầu huyện thành Chống Chơ hôm nay thì cũng trao đổi với các nhà mình thường quân cũng như là kênh Gái Bản ở trên địa bàn xã Làng Nhì thì không những cây cầu Chống Chơ mà còn một số điểm bà con nhân dân trên địa bàn xã vẫn còn mong muốn là có những cái cây cầu tiếp theo để cho có cái cây cầu đi qua suối cho các xã bạn ở trên địa bàn xã Làng Nhì. Thì do vậy thì hôm nay cũng rất là cảm ơn các nhà mình thường quân, cảm ơn bà con nhân dân chọn Chống Chơ ở thôn Hán đây, thôn Chống Tàu đã có nhiều góp sức của để chúng ta hôm nay đã có cái cây cầu để đảm bảo cho bà con đi lại trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được gửi lời cảm ơn tới anh A Say, Phó Chủ tịch Ủy ban xã Làng Nhì có những cái lời cảm ơn cũng như là động viên tới bà con dân bản Chống Chơ, những lời động viên rất là tuyệt vời. Và để tiếp tục chương trình xin mời anh Câu là đại diện thôn Chống Chơ và thôn Chống Tàu gửi tới toàn thể quý vị lời phát biểu và các bạn theo dõi trên kênh. Xin mời anh. Kính thưa các bác lãnh đạo chính quyền địa phương tại huyện và xã, thưa toàn thể các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân. Trong quá trình khảo sát thiết kế thi công công trình cầu huyện Thoại Chống Chơ năm 2021-2022 đã được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp chính quyền từ huyện xuống xã, đặc biệt là các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã và kênh Gái Bản đã và luôn gửi gắm những tấm lòng vàng tới cây cầu Chống Chơ được hoàn thành như ngày hôm nay. Thay mặt cho bà con nhân dân, tôi xin gửi lời sâu sắc cảm ơn tới các lãnh đạo từ huyện, xã rồi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, kênh Gái Bản. Tôi mong rằng trong thời gian tới thì các lãnh đạo chính quyền từ huyện, xã, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, kênh Gái Bản sẽ và luôn luôn giúp đỡ bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để có được những con đường, những cây cầu đẹp như thế này để cho bà con phát triển kinh tế. Cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, xin kính chúc các quý vị đại biểu, chúc toàn thể các vị Gái Bản cùng toàn thể bà con nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công việc. Xin chúc buổi lễ khánh thành hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Câu, đại diện cho hai thôn bản có những lời phát biểu mang đến đầy cái tâm tư, cái nguyện vọng của bà con dân bản. Cũng như là gửi lời cảm ơn tới toàn thể các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho thôn bản trong thời gian vừa qua và mong muốn trong thời gian tiếp theo. Rất là cảm ơn anh Câu. Vâng, để tiếp nối chương trình xin mời anh Say và anh Câu sẽ đại diện cho thôn bản và xã lên ký biên bản bàn giao công trình cầu huyền thoại Chống Chơ, cầu Chống Chơ chính thức sẽ đi vào hoạt động, vào sử dụng. Xin mời anh. Em là chủ đầu tư bàn giao cho đây, nhà thầu này, đây chủ đầu tư này. Anh cô này lên phần khác. Anh ghi rõ họ tên là trưởng thôn này. Đây là trưởng thôn là anh đây, trưởng thôn Chống Chơ. Đại diện thôn bản Chống Chơ thì đại diện thôi, ghi bên này nhé. Vâng, đại diện trên này đi đâu? Vâng, vừa rồi là quý vị các bạn đã thấy ký biên bản bàn giao giữa nhà thầu và chủ đầu tư và đại diện cho Ủy ban Nhân dân xã Làng Nhì và thôn bản Chống Chơ. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hướng mắt ra cầu Chống Chơ để tiếp tục lễ cắt băng khánh thành. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, giờ phút này là giờ phút huy hoàng nhất, giờ phút hạnh nhất của bà con Chống Chơ. Từ giờ phút này, bà con không phải bơi lũ đi chợ nữa, không phải gửi xe nữa. Chính thức cầu Chống Chơ cắt băng khánh thành ngày hôm nay, giờ phút này. Xin mời quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Tất cả bà con và chúc bà con luôn luôn phát triển kinh tế đi lên khi mà đường xá cầu đường thuận lợi rồi. Cảm ơn tất cả bà con rất là nhiều. Thông cầu. Vâng, thông cầu, xin mời quý khách hãy chụp ảnh lưu niệm và đại diện xã thôn cùng tổ đầu tư giám sát sẽ trồng những cây lưu niệm xung quanh cầu này. Xin mời quý vị. Chúc con này, chúc cái này, cho dê uống nước xin này. Có gì nó thích này thì lo để chế nó cùng đi cá cho nó bỏ túi này. Đó. Cái này cuốn rất này thôi. Cuốn trên cuốn này sống mà. Cam để nó đẹp cho cả túi. Đây là tán rộng lắm phải túi vào. Xin mời team tiếng gọi vùng cao trồng một cây lưu niệm ở cầu này ạ. Có sự tham gia rất là nhiệt tình của anh em trong team và bà con Chống Tàu. Chúng ta chia cây ra. Khi trồng xong thì dùng kéo cắt bớt lá đi. Cây này không sợ chết đâu. Đây, hiện tại bà con đang trồng ở phía bên trên này. Rất là tuyệt vời. Những hình ảnh này sẽ được lưu lại đến mãi mai sau. Vâng, khách mời cũng trồng cây lưu niệm và bà con Chống Tàu, Chống Chơ cũng trồng. Và team tiếng gọi của một cây ở ngay cái đầu cầu này làm kỷ niệm. Đây giới thiệu các bạn, đây là những người anh em ở quê lên để thăm công trình thằng em hoàn thiện. Cảm ơn nhé. Chúc mừng Gái Bản hơn 100 cây số đấy. 150 cây cơ mà. Cảm ơn anh nhá. Đi nữa ngồi giao lưu cùng bà con nhá. Nào, trồng tiếp cây bên trên này em ơi. Trồng hết đi. Mua lâu lắm rồi. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thôn bản giao trách nhiệm cho Tú đầu tiên dành cho A Tú. A Quyền được. Vâng, những hạt gạo nương trắng trẻo, thơm ngần, mang hương vị những giọt mồ hôi công sức của bà con ở trên nương lúa. Những gì cô động tinh túy nhất của bà con dân bản sẽ dành cho khách du lịch cũng như dành cho ban lãnh đạo. Sự quan tâm của xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng. Rất tuyệt vời, món quà ý nghĩa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Hâm Mông. À Tú ra nhá. Okay. À, đều định giá luôn nên không phải. Đây là hình ảnh hai con trâu hút nhau. Thơm lắm các bạn ạ. Rất tuyệt vời. À, xin báo Tú. Tràn đầy tình cảm ngày hôm nay đánh mốc được lịch sử thông cầu huyền thoại Chống Chơ. Rất tuyệt vời. Trường bản Chống Tàu ra bay. Vừa xem chót đĩa này, chót đĩa xem nhá, tìm chi nhầm con dùng tỏ nó các dứa giá kỹ cho hỗ. À cái nhà tiếp tục văn hóa văn nghệ trong cái khoảng thời gian mà giao lưu ẩm thực, những chương trình đấy nó mới là hay, đấy là vui, mới là đặc sắc. Nên là quý vị các bạn hãy nán lại khoảng thời gian một chút nữa thôi. À, xin cảm ơn anh em. À, rồi xin cảm ơn anh em nhé. Hôm nay đến tham dự có những người bạn YouTube rất là tuyệt vời. Và xin được cảm ơn tới chú làm ở bia Hà Nội đã tặng cho dân bản 2,5 triệu tiền mua bia Hà Nội. Xin được cảm ơn chú rất là nhiều. Chúng mình sẽ nhót tỏ cái quất cho qua kia đã có đi thảo trên tàu ở này. Và trên này chưa có dưa nữa đâu. Mời chú, mời các anh em vào đi em. Vâng, giờ phút này một không khí phải nói là quá là tuyệt vời. Sau bao nhiêu ngày lao động hăng say vất vả thì giờ phút này bà con thư thái đi, thoải mái đi và cùng nhau hết mình ngày hôm nay nhá. Chúng ta sẽ chuẩn bị ngồi vào bàn tiệc và cùng bật lên những lon bia ngọt ngào nhất để cùng dô chúc mừng khánh thành nào. Xin mời. Vâng, thưa toàn thể bà con thân mến, hôm nay thì thực sự là cái cảm giác ao Tú lúc này phải nói là cực kỳ là vui, rất là vui luôn bà con ạ. Cái nhà sau cái khoảng thời gian phải nói là bà con rất là vất vả cùng với kênh thực hiện cây cầu này quá khó khăn luôn. Thực sự nhiều lúc nghĩ không thể làm được nhưng mà cũng rất là may mắn khi có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và nhất là bà con dân bản nhiệt tình hăng say cả hai bản. Thì giờ phút này cái thành quả tuyệt vời nhất sẽ dành cho bà con ngày hôm nay. nên chúng ta cứ tự nhiên, thư thái, thoải mái, cùng uống rượu, không say không về nhé. Rồi, cảm ơn bà con. Làm phát nữa trong A Tú về mâm uống đây. Nào, dơ lên lên. 1, 2, 3, dơ. 2, 3, dơ. 2, 3, uống. Cao chứa đấy. Cao chứa đấy. Giới thiệu với các bạn mâm tiệc hôm nay thì có đồ uống là bia này, xôi này, cơm này, nộm da bò này, sốt vang bò này, bò luộc này, gà luộc này, ong xách, lòng luộc, măng luộc, bia, nấm bia, nhiều quá, toàn món ngon. Dưa, xin mời các bác nhé. Cảm ơn, xin mời nhé. Cảm ơn anh Hiếu, cảm ơn ông nhé. Này hạt dao gạt nữa, cảm ơn nhé. Cảm ơn em. Vâng. Đúng không? Anh đồng cái chén này không phải mà. Vâng, anh. Vâng. Xong rồi làm nhá. Cháu cháu hay uống một đứa nó tắt đúng không phải rồi. Vâng, một cái khung cảnh rất là đẹp luôn các bạn ạ. Như một đám cưới của bạn, và nhất là không khí của bà con hòa quyện với nhau, từ những vị khách mời, những khách tham quan du lịch và bà con của cả hai bản. Hey, phải say đi nhé. À, Quỳnh ở đây à? Chào anh. Ê, phải dô nhiệt tình vào chứ. Nó nhiệt tình vào chứ. À, Giang nào mặt đỏ thế. Nào, phát ra nào. Dô phát ra nào. Ở đây không có tướng Văn Nhịch là không đều. Cái gì? Không ai Văn Nhịch là không đều. À, không ai Văn Nhịch là ôi, A Tú Văn Nhịch phát nhá. Nào. Ô tô nhá. Nào. 1, 2, 3. Dô. 2, 3. Dô. 2, 3. Uống. Rồi, xin mời anh em nhá. Mời A Tú nhá. Rồi, xin mời. Hãy hệ nhiệt tình nhá. Hôm nay phải hết mình ấy. Không say không về nhá. 40 lít rượu bao nhiêu cách bia nhá. Không biết không nhớ nữa. Bia hơi nhiều đấy. Anh em chống tàu tự nhiên nhá. Nó các bà phải dô ác quá chứ. Dô. Khung cảnh quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. À, mâm này mâm các cháu. Còn bên này là bà con chống tàu. À, mặt chống tàu với chống chơ ngồi lẫn. Mấy chị em nào, nâng chén lên nào. Dô một cái đi. Chị em ơi. Nào. Cầm bia lên nào. Cầm bia lên, cầm bia lên, cầm bia lên. Nào, dơ lên nhá. A Tú bắt nhịp dô nhá. Nào. 1, 2, 3. Dô. 2, 3. Dô. 2, 3. Uống. Tàng nhá. Tàng đấy nhá. Những người đẹp, những bông hoa. Tuần phê. Phê phê là múa đấy nhá. Phê phê phải múa mới đẹp anh ơi. Đấy, dô đi. Làm một cái cho nó vui đi. Làm một cái tiếng Mông đi. Làm một cái tiếng Mông đi. Đó, IPOP đi. Nào. Rồi, ok. Nào. Rồi, tuyệt vời luôn. Kính thưa bà con thân mến, vậy là buổi tiệc lễ khánh thành của cầu Chống Chơ phải nói là cực kỳ tuyệt vời, tràn đầy tình cảm với những tình cảm của bà con hai bản Chống Tàu và Chống Chơ đã dành cho kênh và sự giao thoa giữa các nền văn hóa với nhau rất là tuyệt vời. Và cuộc vui nào cũng có lúc phải chia tay. Và lời cuối cùng của A Tú ở tại công trình cầu Chống Chơ, xin được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể bà con, sức khỏe tốt, hoàn thành cây cầu, con đường thuận tiện thì bà con phát triển kinh tế ngày một đi lên. Và nếu còn các chương trình tiếp theo thì bà con cố gắng tận dụng được cái thời cơ của mình, tận dụng được những cái nguồn lực của các mạnh thường quân giúp đỡ đến với dân bản. Về chi phí của cầu này vẫn còn dư hơn 20 triệu thì tiếp tục dự định tiếp theo thì đề bạt với bà con dân bản xem cái đường ở trên thôn bản có cần để làm không, thì tiếp tục A Tú sẽ giúp đỡ thêm, kêu gọi thêm để giúp đỡ dân bản có đường bê tông đi ở giữa bản. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới bà con dân bản, cảm ơn tới các đoàn thể, cảm ơn tới các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã giúp đỡ đến cho công trình huyền thoại, cầu huyền thoại Chống Chơ hoàn thành 100%. Và A Tú cũng xin phép được xin phép được chào bà con và hẹn một ngày gặp lại gần đây nhất. Bà con Chống Chơ nhá. Nào, xin chào toàn thể bà con nhá. Vẫy tay chào nào. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, các bạn ơi thân mến, video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Sẽ có nhiều chương trình hay hấp dẫn nữa trên bản Chống Chơ cũng như trên các bản làng vùng cao tiếp theo. Trong cái thời gian tới 1-2 ngày nữa thì mình sẽ nghỉ nhà 1-2 ngày đã. Sẽ tiếp tục video tiếp theo trên những bản làng tiếp theo sẽ được tiếp diễn các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo. Mùi chế